Huy xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày chiều ngày hôm nay cái gì thì Huy sẽ cập nhật giới thiệu cho quý anh chị một số những cái sản phẩm mà Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy đang có. Thì hiện tại bên Huy cũng đang cần mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng anh chị, đặc biệt là những chiếc xe như là Vios, Innova, Colatis, Cora Cross, là những cái sản phẩm mà bên Huy cũng đang cần mua vào. Anh chị nào có xe SD cần bán, cần định giá thì cứ liên hệ với Huy nha. Đảm bảo anh chị sẽ bán được một mức giá khá là ok. Những chiếc xe như Vios, chiếc này các chị thì bên Huy đã bán rồi. 2022 lướt 3.900 3.900. Cũng có rất là nhiều khách quan tâm và hỏi chiếc xe này, nhưng mà chỉ có bán được cho một khách thôi. Là đặc điểm của xe qua sử dụng các chị. Innova thì hiện tại cái form 2021 này á thì bên Huy đang hết các anh chị. Thì ngày mốt thì Huy sẽ mua một chiếc về màu đồng bánh kim như thế này, 2021 các anh chị. Phụ kiện thì full phụ kiện hết rồi, nào DVD rồi ghế da rồi dán phim này nọ hết. Chiếc này thì bên Huy đã có khách đặt mua rồi. Mới về một chiếc màu trắng ngày hôm qua thì Huy có đi Vũng Tàu mua về, nhưng mà cũng đã có khách đặt lái luôn rồi các anh chị. Rồi chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo thì đây là chiếc 2017 704. Thì hiện tại xe đang được bên Huy chuẩn bị đưa vào làm đẹp Marukuri. Thì chiếc xe này trang bị phụ kiện nhiều quý vị, như là ghế da rồi vọc trần lót sàn rồi DVD camera gear. Đấy, xe khá là đẹp. Với cái phần bảo trì bảo dưỡng thì chiếc xe này làm rất là kỹ. Hiện tại thì công tơ mét của xe là 13 vạn. Và một chiếc xe thì Huy cũng rất là thích. Đây là chiếc xe màu trắng máy dầu, gọi là số tự động, sản xuất vào năm 2022. Thì ở bên Huy ra ngoài tặng Phú Quốc mua về quý anh chị. Một chiếc xe được chủ giữ kỹ, đi 25.000 cây. Thì màu trắng là màu trắng ngọc trai, có công tắc rào và cửa thông minh, dán phim, che mưa, lót sàn, dán miếng chống trầy ở mặt lên xuống, ghế chỉnh điện 8 hướng bên tài và bên phụ, hộp số 6 cấp, có chế độ Eco, chế độ Power. Và những cái vị trí những vị trí này nè chị, thì chủ xe dán đề can. Rồi những cái vị trí này cũng vậy, bên Huy về tháo ra vệ sinh. Với xe trang bị đầu DVD Android, có camera hành trình ghi hình, camera hành trình ghi hình cái gì ha, có gương chống chói tự động trong xe, khởi động bằng nút bấm start up. Này là chủ xe dán đề can của chị nha, dán đề can quanh xe luôn. Thì bên Huy về có tháo ra vệ sinh. Xe thì có cảm biến áp suất vỏ nữa nha, cảm biến áp suất vỏ đây anh chị ha, cảm biến áp suất vỏ đúng chuẩn 25.000 cây, 1 tỷ 032 triệu. Đấy, màu trắng ngọc trai. Và chiếc xe này thì Huy có khách đặt mua rồi. Cái này là bản Venturer 2023. Thì khách mua chiếc này số tự động, đổi cái chiếc xe số sàn 2021 màu đồng bánh kim á, mà Huy vừa nói, vừa đề cập đến ở đầu video cho quý anh chị đó. Thì chủ xe đổi số tự động cho vợ chạy, vợ chạy để đi xa xa, mà lỡ mà có xỉn á, thì lỡ có men á, thì vợ chạy cũng đổi chiếc 2021 lấy chiếc này. Rồi chiếc này là Toyota Corolla Cross bản 1.8 bản V. V là bản máy xăng cao cấp nha quý vị nha. Có rất là nhiều những tính năng trong cái gói an toàn Safety Sense của Toyota, như là hệ thống đèn thích ứng thông minh, rồi camera 360 độ cảnh báo va chạm và tự động phanh, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cửa sổ trời. Nó rất là nhiều, nó rất là nhiều quý chị. Thì hiện tại chiếc xe này thì bên Huy đang niêm yết giá cho cái mẫu xe này là 740. Rồi, và khu vực đây là một chiếc xe Innova số sàn
2019 màu bạc. Đấy. 2019 màu bạc được trang bị hộp số 6 hộp số 5 cấp. Trang bị 7 túi khí và những cái tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Thì hộp số thì có 2 chế độ, 3 chế độ các chị, Eco, Power và Normal là chế độ chạy bình thường của chị ha. Bình thường thì anh chị tắt hai chế độ Eco và Power thì nó sẽ chạy chế độ bình thường. Innova thì quá quen rồi, 8 chỗ, 555 là giá của sản phẩm nha anh chị nha. Đấy, còn bên cạnh đây là chiếc Fortuner máy xăng 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và mẫu xe một cầu này đang được bên Huy niêm yết là 865 765 của quý chị, 765. Có công tắc rau và cửa thông minh, tay nắm cửa mặt chrome. Công tắc lên xuống kính là auto, tự động chống kẹt ở tất cả các cửa. Và ghế chỉnh điện 8 hướng, hộp số 6 cấp, có chế độ Eco, chế độ Power. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Đầu DVD, camera hành trình, có công tắc cruise control, khởi động bấm start up. Xe này thì chủ xe có nâng cấp lên cái cốp điện, cốp điện như quý chị nha. Rồi, tiếp tục là một số những cái sản phẩm đã về và đang được bên Huy đưa đi làm marukuri, làm đẹp. Thì ở cuối video Huy sẽ cập nhật cho quý anh chị có rất nhiều những sản phẩm như là Fortuner, máy dầu số tự động, máy dầu số tự động 2020, 2021, 2020, 2022 quý anh chị. Còn đây là chiếc xe mới được bên Huy mua về, số sàn màu trắng, 2019, 8 vạn. Đây, vỏ nó cũng khá là dài nha quý chị. Màu trắng này thì được khách hàng ở bên Huy hỏi khá là nhiều. Thì Huy cũng thông tin sơ cho quý chị mình nắm. Giá niêm yết là 808 nha, máy dầu, số sàn 2019. Hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power. Trang bị đầu DVD Android, có camera hành trình ghi hình. Chiếc màu trắng, màu trắng. Xe này anh chị chạy gia đình cũng được, mà rất là nhiều anh chị thích kiếm máy dầu số sàn để chạy dịch vụ. Màu trắng nữa chị, màu trắng. Ok rồi, thông tin sơ để cho quý anh chị mình nắm nha. Và Huy cũng sẽ giới thiệu thêm cho quý anh chị ở khu vực này là một số những sản phẩm mà bên Huy đã hoàn thiện khâu làm đẹp marukuri. Thì chiếc xe máy xăng 2019 một cầu, nhập khẩu nguyên chiếc tiền đô, màu đen của anh Kim Tuyến, có công tắc rau và cửa thông minh, dán phim che mưa. Đấy, công tắc lên xuống kính là auto, tự động chống kẹt nha. Gập gương chống trải bật lên xuống, lót sàn, ghế da 7 túi khí, ghế chỉnh điện 8 hướng. Rồi hộp số 6 cấp Eco Power, cân bằng điện tử có hết cái gì. Tương tự như chiếc xe 2018 Huy vừa giới thiệu, có công tắc cruise control, rồi có nút khởi động start up. Đấy, lại chỉ số trên vô lăng, đầu Android, hệ thống điều hòa tự động hai dạng lạnh. Đấy, thì một chiếc xe này thì đang được bên Huy niêm yết giá nó sẽ cao hơn chiếc 2018. Giá là 798, còn 2018 thì nó là 765. Ride này hiện tại bên Huy cũng đang hết rồi quý chị, đang cần mua vào. Thì anh chị nào mà có xe ít đi cần bán thì cứ liên hệ, Ok, rồi, mấy chiếc xe mà tháo biển số này là bên Huy đã có khách mua hết rồi và đang gửi đi rút hồ sơ. Chiếc này là 2021 quý anh chị, 2021 nha. Máy dầu số sàn 2021, 17.000 cây. Đấy, 17.000 cây, máy dầu số sàn 2021. Đây anh chị, 17.851 cây số. Thì máy dầu số sàn 2021 mẫu mới, được trang bị hệ thống đèn LED, có tính năng tự động bật tắt, và đang được bên Huy niêm yết là 898. 898 nha quý anh chị. Đó, 898. Rồi, chiếc Innova số tự động 2.0G thì hiện tại chiếc này đang được bên Huy niêm yết giá cho mẫu xe này là 785. Thì mới về một chiếc xe Venturer rất là đẹp, 2020 và cái mẫu 2021, option thì tương tự, giá thì 705, mà 705. 7 túi khí các anh chị, hộp số tự động, có chế độ Eco Power 6 cấp như vậy nha.
khởi động bấm startup ốp gỗ rồi đầy đủ hết. Công tắc lên xuống kính auto. Xe này đưa được 4 vòng 7. Còn chiếc mà Venturer 2020 mẫu 2021 á, mẫu mới tương tự như này, đèn led đó anh chị. Đó, thì 7x5. Đi được 4 vòng 1. 41.000 nha anh chị. Còn đây là Innova số tự động 2017 nha. Thì chiếc này đang được bên Huy niêm yết là 540 2017, số tự động 6 cấp. Số tự động 6 cấp. Đấy. Và ghế da rồi hệ thống điều hòa tự động, hộp số có chế độ eco, chế độ power. Đấy. Đó, chị mua những cái sản phẩm hộp số 6 cấp này đi cực kỳ sướng luôn. Rồi, còn bên cạnh đây là máy xăng hai cầu 2012 410 401 nha quý anh chị. Đó. Xe thì đi đúng chuẩn 13 vạn. Xe này khá là chất lượng. Chiếc xe này thì có khách đặt lái rồi, đang gửi rút hồ sơ. Thì đó, Huy cũng thông tin sơ ha cho quý cô chú quý anh chị mình nắm. Ngoài những cái sản phẩm Huy vừa giới thiệu thì một số những cái chiếc xe mà về rồi và đang được bên Huy đưa đi làm đẹp thì Huy cũng sẽ thông tin cho quý cô chú quý chị mình nắm luôn. Như là Camry rồi Fortuner, máy dầu số tự động 2022 màu đồng vân vân, và rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Tôi Huy mời quý chị cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm ạ. Toyota Innova Venturer mẫu 2021, sản xuất vào cuối năm 2020, màu trắng ngọc trai các anh chị. Một chiếc xe thì đã được bên Huy mua về, đi được 4 vạn và khá là chất lượng. Đèn là đèn led nha quý chị nha. Mẫu mới thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn led, có tính năng tự động bật tắt nè, có dãy đèn chiếu sáng ban ngày nè, rồi có đèn cản cũng được trang bị đèn led luôn, và có cảm biến khoảng cách ở phía trước. Những chi tiết ga lăng mặt brom đấy, rất là đẹp ở trên cái mẫu Venturer. Venturer thì sẽ có những cái ốp body ở phía trước này, rồi phía bên hông quý anh chị, và phía sau nẹp chân kính này, rồi ốp gương mặt brom đấy. Một chiếc xe khá là chất lượng, với một cái mức giá khá là vừa phải, chỉ khoảng 705 thì anh chị có thể mua chiếc xe này rồi. Tay nắm cửa mạc chrome, có công tắc rau và cửa thông minh. Đấy, nẹp chân kính, rồi ốp gương mạc chrome. Công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn quý chị. Đấy. Ok. 7 túi khí và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Đó, hộp số tự động 6 cấp có chế độ eco, chế độ power và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết nha quý chị nha. Hệ thống điều hòa tự động rất là lạnh. Xe này có hai dàn lạnh trước và sau đều là tự động hết quý vị. Những cái ốp gỗ khá là đẹp. Khởi động mình bấm startup, rồi odo chuẩn của xe đây. Đấy, vô lăng ốp gỗ bọc da, có đèn, có tính năng auto đây chị ha. Đó. Và đây là một trong những cái mẫu xe mới vừa về Toyota Tân Cảng Minh Huy. Anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 267 là anh chị có thể sửa chiếc xe này rồi. Với phần còn lại thì phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý chị vay. Những chiếc xe tại cảng Minh Huy thì anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. Phía trước mặt Huy đây là một chiếc xe Toyota Gratis mới vừa được Toyota Tân Cảng Minh Huy mua về các anh chị. Sản xuất vào năm 2011 và đây là một chiếc xe có rất là nhiều điểm mà Huy thích ở trên cái mẫu xe này. Được chủ xe mua tại hãng và bảo trì bảo dưỡng chỉ làm tại hãng thôi. Lịch sử đầy đủ rõ ràng. Hiện tại xe này đi đúng chuẩn 88.000 cây số, cam kết với anh chị về Odo luôn. Hệ thống đèn, đèn, rồi những chi tiết ngoại thất, vỏ, gầm, hệ thống động cơ, hộp số, hệ thống điều hòa, hệ thống điện, mọi thứ đã được bên Huy kiểm tra 176 hạng mục và xe ok, hoạt động tốt. Và với chiếc xe này bản 2.0, bản đặc biệt nha quý anh chị. Vì sao 2.0? Bây giờ là không có Atis sản xuất là 2.0 nữa. Và cái xe này động cơ mới dual VVT-i, hộp số mới CVT, hộp số vô cấp, chuyển số êm dịu, có lại chuyển số trên vô lăng đây đó. Và với trang bị rất nhiều những cái option như là ghế chỉnh điện, ghế da đục lỗ đó, rồi vô lăng bọc da, công tắc lên xuống kính, cửa bên tài auto tự động. Và xe này thì có phần
phim cách nhiệt chống tia cực tím luôn quý chị, báo động đấy có luôn, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, rộng rãi. À, và với một chiếc xe Artic như thế này thì giá niêm yết tại Toyota Tân Cảng Minh Huy đang có là 370. Xe sẽ được Minh Huy kiểm tra và bảo dưỡng, anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Sẽ làm đẹp Maruguri, ngoại thất, gầm, động cơ, sạch bon chú ý anh chị. Có cảm biến khoảng cách ở phía sau, camera gear và hệ thống điều hòa thì trang bị hệ thống điều hòa tự động. Cốp rất là rộng và có cái khay để chống dơ ở trên cái cốp này luôn. Xe rất là mới, thực sự anh chị kiếm ra những chiếc xe như thế này trên thị trường không có đâu quý anh chị, rất là hiếm. Và xe này được bên Huy mới vừa lấy về thôi. Rất là keng và đẹp. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm với Huy theo số điện thoại trên màn hình để Huy hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nha. Chiều ngày hôm nay thì bên Huy mới vừa về một chiếc xe Fortuner máy xăng số tự động, được sản xuất vào năm 2016. Rất là chất lượng quý anh chị. Anh chị nhìn dàn đèn nha. Nó mới toanh thôi. Mới toanh, rất là mới. Đấy, gầm bệ. Anh chị thấy không? Còn quá đẹp. Thì 2016 và đây là một chiếc xe gia đình đi, máy xăng một cầu số tự động, cực kỳ chất lượng, dán phim, nẹp chân kính, che mưa. Và anh chị nhìn ha, thắt bi cửa này đó, anh chị thấy không, sáng trưng, chống trài ở bắc lên xuống, có đèn lót sàn, ghế chỉnh điện, da này anh chị nhìn da này, theo xe nha quý anh chị nha, theo xe rất là chất lượng luôn. Vô lăng ốp gỗ bọc da, ốp gỗ bọc da nha quý anh chị. Vị trí này anh chị thấy không, xung quanh này nó không có bị trầy xước gì hết, quá chuẩn, quá đẹp luôn. Ô đô chuẩn của xe là 94.000 cây, anh chị nhìn mặt đồng hồ tắc lô này anh chị không, thấy không, hết hồn luôn. Đó, đầu DVD rồi hệ thống điều hòa tự động đó, cần số rồi nè anh chị. Đó, một chiếc xe rất là chuẩn, rất là đẹp. Và với chiếc xe này anh chị chỉ đưa trước khoảng 265 triệu là anh chị mua được chiếc xe này rồi, còn giá thì chắc chắn rồi, không phải là 265 rồi mà là 540 cũng rất là rẻ luôn anh chị. 2016 cách đây mấy tháng thì Minh Huy bán gần 600, mà bây giờ chỉ có 540 thôi là anh chị mua chiếc xe này, cực kỳ giá tốt. Và xe thì đẹp, đẹp với anh chị, ok nha, đèn rồi nha chị, sáng trưng luôn à, xe đẹp và ok. Thì bên Huy thì là đại lý chính hãng của Toyota, cho nên là sản phẩm bên Huy thì anh chị yên tâm về chất lượng nha, không phải lăn tăn gì hết. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ sớm, vì đây là một trong những sản phẩm mà bên Huy sẽ bán rất là nhanh. Ok rồi, anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm Huy theo số điện thoại trên màn hình ạ. Đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2019 màu trắng của anh chị. Đấy, một trong những cái sản phẩm mà được khách hàng tìm kiếm khá là nhiều. Máy dầu mà là màu trắng nữa thì thôi tuyệt vời, mà là số sàn nữa thì cực kỳ hiếm có trên thị trường nha quý anh chị nha. Được chủ xe trang bị những cái miếng ốp chống trầy, rồi lót sàn, rồi ghế da, rồi bọc vô lăng, thảm lót, tắp lô, rồi đầu Android có camera gear, rồi camera hành trình, ghi hình, có việc map dẫn đường đầy đủ hết quý anh chị. Xe này thì đi được khoảng 8 vạn à, chuẩn như quý anh chị nha. Hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power. Đấy, rất là chất lượng ở một cái sản phẩm xe gia đình đi, có màn hình gối đầu phía sau luôn, có tựa tay. Ok, thì hiện tại chiếc xe này đang được bên Huy niêm yết giá là 808, anh chị đưa trước khoảng 300 là anh chị có thể sửa chiếc xe này rồi nha. Nếu như có nhu cầu thì liên hệ sớm để Huy tư vấn rõ hơn cho quý anh chị để mình mua về sử dụng cho gia đình ạ. Toyota Rush được sản xuất vào năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo anh chị. Được chủ xe trang bị camera 360 độ. Đây là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, có trang bị công tắc rồng và cửa thông minh, dán phim, che mưa đầy đủ, số tự động, đầu Android anh chị, cực kỳ chất lượng luôn, 71.000 cây. Hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho cái mẫu xe này là 488 và đưa trước 301 nha quý anh chị nha. Thì trước mặt Huy đây là chiếc xe Camry 2.5 Huy các anh chị, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Và đây là một chiếc xe khá là chất lượng, được chủ xe bảo dưỡng tại hãng kỹ lắm quý anh chị. Mua tại Toyota Tân Cảng Minh Huy vào tháng 5 năm 2019. Và cứ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 thì chủ xe bảo dưỡng toàn trong hãng không, và cực kỳ kỹ.
Và hiện tại thì xe đi đúng chuẩn 70.000 cây. Đấy, bên hãng thì chị yên tâm, có sao thì bên Huy để vậy. Chứ không có phải tua gì hết cho anh chị yên tâm. Bộ đồ chuẩn nha. Cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Thì anh chị yên tâm. Thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình điểm qua những cái điểm ở trên chiếc xe Camry. Mà vì sao Camry tạo nên một thương hiệu là một chiếc xe hạng sang của Toyota. Như là cảm biến quan cách ở phía trước, rồi hệ thống đèn được thiết kế rất là đẹp và là đèn LED có tính năng tự động bật tắt và có thể điều chỉnh độ cao thấp của đèn. Rồi mâm thì mâm 18 inch và thiết kế khá là đẹp và có thêm cảm biến áp suất khoảng nữa các chị. Và với gương thì có tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, chống bấm nước và có thể nhớ vị trí gương, hai vị trí, có cảm biến đo cửa thông minh, nẹp chân kính, báo động chống trộm thì chắc chắn rồi. Đây, rồi có nhớ hai vị trí gương, ngoài gương thì mình có thể thiết lập được vị trí ghế và vô lăng nha quý anh chị nha. Tức là anh chị chỉ cần cài đặt ở vị trí số 1 thì anh chị vào xe, anh chị bấm số 1, tức là nó sẽ tự động ghế, gương, vô lăng về vị trí mà anh chị đã thiết lập, rất là ok luôn. Vô lăng đây, nguyên bản cái xe bọc da cầm rất là sướng luôn, gạt mưa tự động luôn quý anh chị, bãi túi khí. Và xe này được trang bị đầu DVD rất là lớn và có 9 loa JBL, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập này, hộp số tự động này các chị này, có chế độ Eco, Normal và Sport, phanh tay điện tử, có cửa sổ trời, camera hành trình ghi hình trước sau luôn, có gương chống chói tự động trong xe đấy, này có rèm che nắng phía sau luôn, quá chất lượng quý anh chị. Này, trang bị phụ kiện thì không thiếu thứ gì, lót sàn sim ly, rồi tấm lót thêm ở trên nữa, tấm này khá đắt tiền. Rồi màn hình gối đầu để cho người ngồi sau có thể xem được, và có bệ tựa tay có thể điều chỉnh được ghế này anh chị, rồi rem, rồi hệ thống điều hòa đầu DVD này, vị trí để ly nước này, quá chất lượng, quá tuyệt vời. Đấy, có camera hành trình ghi hình trước và sau đây quý vị, cái loại này loại hình này đắt tiền lắm. Thì đấy, thì Huy cũng thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm. Chỉ có 870 thôi quý anh chị, 870 triệu một chiếc xe từ hãng về sẽ được bên Huy làm Maru, làm đẹp toàn bộ xe như keng, keng như mới cho quý anh chị luôn. Và anh chị mà cần vay á thì chị đưa trước khoảng 315 triệu là anh chị vay được chiếc xe này rồi, vay để mua được chiếc xe này rồi. Đấy, thời điểm này anh chị mua xe cực kỳ chất lượng luôn và giá thì rất là phải chăng, rất là rẻ chứ không phải chăng nữa. Ok các anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Huy nha. Innova số tự động 2016, mẫu 2017, mẫu mới như quý anh chị nha. Được trang bị động cơ mới, hộp số mới. Chiếc xe này thì chạy khá là chất lượng. Được chủ xe bảo dưỡng tại hãng rất là kỹ các anh chị. Hầu như là cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đến bảo dưỡng tại hãng và bảo dưỡng đúng định kỳ, và nội dung bảo dưỡng thì cực kỳ đủ luôn. Sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, đầu DVD, rồi có trang bị camera da, rồi hộp số 6 cấp này anh chị, chạy cực kỳ sướng luôn. Và hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power. Đấy, có trang bị đầu camera hành trình ghi hình đúng không anh chị, và vừa có tính năng dẫn đường luôn, việc map dẫn đường tích hợp luôn anh chị, và có rất nhiều cái tính năng ở trên cái màn hình. Đấy, rồi thì xe thì bảo dưỡng kỹ, đi kỹ cho nên là đi rất là vọt, và Huy đã kiểm tra rồi thì xe ok, không có bị lỗi gì cả. Mọi thứ thì rất ok. Hiện tại khách cũng nhờ bên Huy định giá cho sản phẩm. Thì hiện tại thì với cái mẫu xe này, hiện tại khách đang muốn bán là 485. 485 quý vị. Đấy, Innova số tự động. Đấy, 8 chỗ gầm cao, rộng rãi. Khá là ok nha quý vị nhé. Vừa rồi Huy cũng đã giới thiệu cho quý anh chị một số những cái sản phẩm mà Toyota Tân Cảng bên Huy đang có. Quý anh chị đang có nhu cầu về mẫu xe nào thì vui lòng gọi điện trực tiếp cho Huy theo số điện thoại trên màn hình, hoặc là nhắn qua Zalo cho Huy để Huy tư vấn, hỗ trợ cho quý anh chị để mình có thể mua về những cái sản phẩm chất lượng để phục vụ cho việc đi lại của gia đình. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay với những chiếc xe từ 2016 trở lên nha. Ok các anh chị, thì Huy cũng cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cũng như là tin tưởng Toyota Tân Cảng bên Huy rất là nhiều. Huy xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe.
Huy xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những cái sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam nha quý anh chị nha. Xin chào ạ.